Sáng nay 26 tháng 10, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh từ đầu năm đến nay có sự đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng ta đang đứng trước cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đề xuất của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Việc hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng môi trường đầu tư của Tây Ninh minh bạch, cạnh tranh và có tính chuyên nghiệp cao. Ông Trịnh Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, báo cáo kết quả khảo sát giải quyết trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trước khi diễn ra hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh đã nhận được 165 phiếu khảo sát phản hồi từ các doanh nghiệp, tổng hợp 21 nhóm lĩnh vực khó khăn vướng mắc hiện nay của doanh nghiệp. Đã có 19 đơn vị liên quan trả lời những vấn đề doanh nghiệp đặt ra. Nhiều doanh nghiệp phản ánh những khó khăn liên quan đến việc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án, tuyển dụng lao động, thủ tục tách thửa đất, thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư vào khu công nghiệp, thủ tục đầu tư nhà ở thương mại, các vấn đề liên quan đến tuyển dụng lao động, kết nối đào tạo nguồn nhân lực, xử lý tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong công nhân, phòng cháy chữa cháy đối với các doanh nghiệp có quy mô nhà xưởng lớn, tu sửa đường hư hỏng đoạn từ khu công nghiệp Trảng Bàng vào khu công nghiệp Thành Thành Công. Lãnh đạo sở ngành và chính quyền địa phương đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan phối hợp để có cách xử lý đối với nội dung doanh nghiệp đề xuất đúng quy định. Những nội dung khác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp.